chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sheldon Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn. Hiện tại trận chiến định mệnh giữa liên minh Samurai và Kaido đang chuẩn bị diễn ra hết sức căng thẳng, và bên trong hàng ngũ liên minh giữa băng hải tặc Murom, băng hải tặc Hurt và gia tộc Kozuki đã có một tên nội gián, và trong chương 974 hắn đã tự ló mặt ra và xác nhận tên phản bội là Kanjuro. Tuy nhiên, tên phản bội lại không lường trước được việc ba siêu tân tinh đã mang thuyền của họ đến để ứng cứu cho các Samurai. Và với spoiler mới nhất thì ba siêu tân tinh đã bắt đầu tấn công các con thuyền của băng hải tặc Bách Thú. Ngoài ra, Denjiro cũng đã xuất hiện và nói về kế hoạch đang diễn ra. Chi tiết Chap 975 sẽ như thế nào? Hãy cùng mình đến với spoiler của Chap 975 mới nhất nhé! Nhóm của Ruffy đã phải tốn một chút thời gian để sửa chữa lại con tàu Thousand Sunny. Vì thế, nhóm Ruffy đã tới trễ hơn một chút so với dự kiến và đi thẳng tới tiếp viện cho Kinemon. Ruffy, Law và Kid, thanh niên bắt đầu phá tung cả vùng biển đó. Trong giữa cuộc đấu, Kiyoshiro xuất hiện và cho mọi người biết mình chính là Denjiro, và bằng cách nằm vùng để tạo niềm tin đối với Orochi trong suốt 20 năm, giờ đây ông đã giải cứu các Samurai khỏi nhà tù để tham gia vào trận quyết chiến. Ngoài ra, lực lượng Samurai cũng xuất hiện trên một con thuyền khác. Các con tàu mà địch bắn chìm chỉ là những con tàu không cần sử dụng tới. Lý do cho tất cả kế hoạch lớn này chính là vì Denjiro nhận thấy là Kinemon đã cố tình đọc sai chỉ dẫn của lãnh chúa Yasu, và chỉ có thể Kinemon đã nhận ra có nội gián bên trong cửa ống bao, nhưng có lẽ chỉ đơn giản là Kinemon thật sự đã hiểu sai mật hiệu. Denjiro, nhưng Kinemon này, ông thực sự là một người đàn ông thông minh đấy. Bản vẽ của lãnh chúa Yasu có thêm hai đường gạch trên bụng của con rắn, đang bảo chúng ta đến cảng Habu. Hai đường này có nghĩa là xóa chữ này đi, ai nghe được cũng tự biết rằng xóa chữ ở giữa của cụm Habu Minato, tức là cụm Hato. Nhưng ông biết có người là gián điệp trong nhóm nên ông đã cố tình đưa kết quả sai cho mọi người là cảng Tokage. Cuối cùng thì tên gián điệp cũng đưa thông tin sai cho Orochi. Còn đây là đoạn hội thoại khi Kid, Law và Ruffy tấn công thuyền băng Bách Thú. Băng cướp biển Bách Thú, chỉ có 3 con tàu cướp biển đến để cứu những tên Samurai ư? Chúng ta có nên sợ hãi hay cần làm điều gì nữa không? Hơn nữa, trước đây chúng chỉ là những kẻ đã bị bắt ở Wano. Dưới danh nghĩa từ Hoàng Kaido, chúng ta sẽ đánh chìm tất cả bọn chúng và đó sẽ là kết thúc mọi việc. Đại bác sẵn sàng. Ruffy, có bao nhiêu tên thuộc hạ? Những tên khốn này đang coi thường chúng ta, tất cả các bạn hãy ở yên đây. Lo, đồ ngốc, người mới là người nên ở lại. Kid, hai thằng chúng mày ở lại, đừng cả đường ta. Một trận cãi vã nổ ra giữa ba siêu tân tinh và cả ba đều nhảy lên tấn công. Băng cơ biển Bách Thú, bọn chúng đã lên bong tàu. Ai đó làm gì đi, và tàu đang vỡ thành từng mảnh. Trên đây là tóm tắt nhanh chương 975 mà mình đã tổng hợp được trên Reddit. Chương đầy đủ sẽ ra mắt vào ngày mai hoặc ngày kia. Tuần sau tạm nghỉ không có chuyện, hãy cùng chờ và phân tích kỹ sau nhé.